Chào quý thầy cô cùng tất cả chị em có mặt trong buổi sáng tuyệt vời ngày hôm nay, gửi đến quý thầy cô và các bạn một niềm vui đầu ngày bình an và hạnh phúc. Xin chào tất cả anh chị em, xin chào. Và hôm nay là một buổi sáng rất đặc biệt, buổi sáng của những người thực sự trong những tháng qua. Thì những người này đã, những quý cô đã hy sinh thầm lặng vì một nhóm thầy cô giáo mầm non. Đó là một nhóm, thì cái nhóm này gồm có khoảng 4.000 thầy cô giáo mầm non được quý cô yêu thương, chăm sóc và hướng dẫn những kiến thức vô cùng tuyệt vời. Quý anh chị em hãy gửi lời biết ơn đến nhóm chuyên gia mầm non, chuyên gia của thầy cô giáo mầm non. Một lời cảm ơn đi ạ. Cảm ơn quý cô rất là nhiều. Và đi vào cái buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta cùng với nhau đang nói liên tục và liền mạch thì tôi vẫn tiếp tục chia sẻ với anh chị em để chúng ta cùng với nhau thấm đẫm cái tinh thần của ba cái tờ kinh đầu tiên, thấm đẫm cái tinh thần của ba cái nguyên lý thành công đầu tiên trong cái cuốn sách Bí mật của Phan Thiên Ân. Ba cái nguyên lý đầu tiên, cái nguyên lý đầu tiên mà mình tiếp cận đến là hôm nay mình bắt đầu một ngày mới với hệ thống thói quen mới. Một cách rất liên tục. Và thứ hai, cái nguyên lý thứ hai là sống trong yêu thương vô điều kiện. Yêu nhất thể, đó là cái nguyên lý thứ hai. Anh chị em hãy comment nhé, nguyên lý số 1 trong cái cuốn sách mà Bí mật của Phan Thiên Ân, và anh chị em đang được tôi cho nghe buổi sáng. Cái nguyên lý số 1 là mỗi một ngày mới, chúng ta có một con người mới tốt hơn ngày hôm qua một chút, và chúng ta có một cái hệ thống để cùng với nhau rèn luyện hệ thống thói quen mới để chúng ta phát triển. Và cái nguyên lý thứ hai là nguyên lý của tình yêu thương và yêu thương vô điều kiện để giúp cho chúng ta thành công. Và cái nguyên lý thứ ba đang dừng ở hai ngày hôm nay, đó là sự kiên trì. Nói đến sự kiên trì thì tôi xin lỗi đến anh chị em mà thường xuyên thức dậy lúc 4:30, là sáng ngày hôm qua tôi đã bị thiếp đi cái đầu giờ. Xin lỗi anh chị em. Và với cái điều đấy thì hôm nay tôi bắt phạt mình. Hôm nay tôi bắt phạt mình là mình đã không liên tục được. Hôm nay là gần 340 ngày thì tôi bị gián đoạn 2 ngày. Và hôm qua là ngày thứ hai. Cái lý do thì mọi lý do đều đúng. Bị gián đoạn bởi vì ngày hôm qua tôi đã cùng với anh chị em rèn luyện và cam kết là luôn luôn dậy sớm. Nhưng mà hôm qua vì tôi dậy quá sớm, 2 giờ tôi thức dậy rồi. Sáng ngày hôm qua 2 giờ tôi thức dậy, tôi làm việc đến 4 giờ. 4 giờ xong thì người nó mỏi quá, thì tôi kêu thôi tôi nằm xuống tí, tôi nghe nhạc, xong rồi tôi ngồi dậy thì tôi chia sẻ tiếp cho anh chị em lúc 4:30. Nhưng mà khi tôi nằm xuống phát là tôi bị thiếp đi, và hai cái chuông báo thức không biết luôn. Làm như nó quá mệt thì phải. Tôi cũng giống như anh chị em thôi, đôi khi mình quá mệt rồi thức dậy ngơ ngơ ngác ngác dậy trễ, đúng không? Ngày hôm kia chứ chương trình của thầy Jimmy Thái thì đó, tức là mình kiên trì. Nhưng mà luôn luôn khi mà mình có một khúc khựng rồi thì mình lại bắt buộc mình phải hành động lại một cách liên tục và kiên cường hơn, đó thì đó là sự kiên trì anh chị, không bỏ cuộc. Lỡ mà có một ngày nào đó mình bị gián đoạn thì ngày hôm nay mình phải chinh chiến tiếp. Đó. Và mới dừng lại ba cái nguyên lý thôi nha.
nguyên lý số 1 là một ngày mới cùng với nhau thực hành cái hệ thống thói quen của một con người mới, con người thành công. Cái nguyên lý thứ 2 là sống trong cái tình yêu thương nhất thể, thấm đẫm trong yêu thương. Cái nguyên lý thành công thứ 3 là kiên trì, kiên trì, kiên trì. Bởi vì thành công thì không bao giờ dành cho người bỏ cuộc. Và tôi nối liền mạch lại, thì mỗi buổi sáng chúng ta cùng với nhau ý thức rằng mình rèn luyện hệ thống thói quen. Cái hệ thống thói quen này để mình duy trì và mình có được cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng, bình an. Có được cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng, bình an. Và 7 thói quen mình phải nhắc liên tục nha. Mình phải nhắc liên tục. Mỗi buổi sáng thì mình phải nhớ, mình nhớ tới là nâng tầm trí tuệ, nhớ tới gia tăng giá trị, nhớ tới phụng sự xã hội. Đây là 3 cái thói quen bắt buộc. Như hôm qua tôi nói, 3 thói quen này như hơi thở của bạn. Nó phải được thiết lập trong cuộc đời của bạn, như hơi thở của bạn. Tức là từng phút giây trong ngày mình đều phải có 3 thói quen này. Chứ không phải là mỗi ngày là xưa rồi. Cái thói quen phải như hơi thở. Đúng không? Thói quen là phải như hơi thở của mình. Tức là không phải từng ngày nữa, không phải từng giờ nữa, không phải từng phút nữa, mà là từng giây. Bất kể lúc nào mình có thể nâng tầm trí tuệ được và mình tỉnh thức, thấy đâu là trí tuệ, mình nâng tầm nó lên. Thấy đâu là giá trị, mình gia tăng giá trị lên. Thấy cái gì có thể phụng sự là phụng sự. 3 cái thói quen này nó phải là như hơi thở cho anh chị em. Và thói quen thì phải thực hành nha. Hơi thở mà không thở là chết. Tim mà không đập là chết. Cho nên thói quen là phải thực hành nha. Thực hành của nâng tầm trí tuệ, thực hành của gia tăng giá trị, và thực hành của phụng sự xã hội. Và cái thực hành của mình á, cuối ngày mình có làm thêm một cái nhiệm vụ nữa là mình đúc kết, mình kiểm điểm lại không? Hay là tôi hay nói là cái thói quen xét mình á. Mỗi một ngày mình nâng tầm trí tuệ cái gì? Mỗi một ngày mình gia tăng giá trị cái gì? Mỗi ngày mình phụng sự cái gì cho ai và tạo ra cái giá trị gì? Và cuối ngày mình có đúc kết, mình có ngồi mình xét mình lại không? Hoặc là trước khi đi ngủ mình có nhớ tới, mình nghĩ à hôm nay mình đã làm những điều gì tốt đẹp, còn những điều gì chưa tốt đẹp, chưa đúng đắn, mình điều chỉnh không? Đó, rất là quan trọng nha anh chị em. Vậy thì 3 cái thói quen này bắt buộc phải thiết lập. Bắt buộc phải thiết lập. Rồi tiếp tục nữa. Suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ tích cực. Và cho phép mình, cho phép con người mình không được đón rác. Bởi vì trong một ngày như vậy, bao nhiêu thông tin tiêu cực nó đến với mình. Và bây giờ này anh chị em thấy là báo chí, truyền thông, rồi con người, bao nhiêu thứ tiêu cực, bao nhiêu thứ là rác. Và mình có để cho cái ngôi đền, cái cảm xúc của mình nó trở thành ngôi đền không? Các bạn có để cái cảm xúc của các bạn có tôn trọng cảm xúc của bạn như là một ngôi đền trong lòng của bạn không? Các bạn hãy comment đi ạ. Ngôi đền cảm xúc của tôi phải trong lành. Cái ngôi đền cảm xúc của mình á, cái ngôi đền cảm xúc, cái cảm xúc của mỗi chúng ta phải xem nó như là một ngôi đền để giữ gìn, để trong sạch. Thậm chí phải thờ cái ngôi đền đó. Đừng có làm bậy với cái ngôi đền cảm xúc của mình. Anh chị em nhé, đừng có làm điều gì mà phương hại đến cái ngôi đền, cái ngôi đền, cái ngôi đền cảm xúc của chúng ta. Và để bảo vệ cái ngôi đền cảm xúc của mình, thì các bạn hãy luôn luôn suy nghĩ tích cực. Bởi vì suy nghĩ tiêu cực nó xâm phạm đến cái ngôi đền cảm xúc của mình. Sorry, suy nghĩ tiêu cực nó xâm phạm đến cái ngôi đền cảm xúc của mình. Bởi vì suy nghĩ nó tạo ra cảm xúc.
thì mỗi ngày có tưới tắm cái ngôi cảm cái tâm trí của mình để ngôi đền cảm xúc của mình nó được tươi mát, nó được đẹp không? Đó là lý do mà bổ trợ tôi nói với chị em cái thói quen số 4 là suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ tích cực để làm cho cái ngôi đền cảm xúc của mình được bảo vệ là quản trị cảm xúc đấy. Và làm được cái điều này khi mà cái ngôi đền cảm xúc của mình được trong lành, được trong suốt, được tốt đẹp thì cái hành động của bạn nó rất là tốt đẹp và nó có một cái kết quả tốt đẹp. 7 cái thói quen như vậy. Và khi bảo vệ được ngôi đền cảm xúc của mình, làm cho ngôi đền cảm xúc của mình nó tuyệt vời mỗi ngày bằng suy nghĩ tích cực. Cái ngôi đền cảm xúc của mình nó tích cực, nó hành động một cách rất tích cực thì nó tạo ra kết quả tích cực. Và làm như vậy đủ lâu, làm như vậy đủ lâu thì chính chúng ta, chính mỗi anh em mình tìm được cái kho báu bên trong mình. Tìm được cái kho báu bên trong mình, cái nguồn tài nguyên bên trong của mình. Hay là tôi đã nói là cái bước thứ hai của thành công, của hạnh phúc đong đầy, hạnh phúc trong tầm tay ấy, là trở về bên trong của mình, trở về sâu nhất trong tâm hồn của mình ấy, trở về sâu nhất ở cái nơi ngôi đền cảm xúc của mình ấy, để mình khai quật những kho báu trong con người của mình khai quật được cái kho báu trong con người của mình và mình tìm thấy cái con người siêu anh hùng của mình và mình nuôi dưỡng nó, nuôi dưỡng nó trong tình yêu nhất thể. Nên là cái bối cảnh của phòng dung sáng là cái bối cảnh mà chúng ta xuất hiện với nhau ở đây để chúng ta rèn luyện với nhau, rèn luyện 7 kỹ năng, 7 thói quen, 7 thói quen của người hạnh phúc thịnh vượng bình an. Rèn đủ lâu thì ngôi đền cảm xúc của mình sẽ được trong suốt và bạn chính là tấm gương sáng trong tâm hồn của bạn và cái tiếng lương tâm của bạn thực sự tốt. Và khi cái ngôi đền đó, cái cảm xúc đó, cái kho báu bên trong con người của mình nó được sáng ra, nó vỡ ra và nó được khai quật. Và lúc đó các bạn dùng một cái từ để diễn tả nó là ôi, em đã được tái sinh. Ôi, em đã được tái sinh. Và cái ngày mình tái sinh là cái ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của các bạn. Ngày số 1 là ngày sinh, ngày số 2 là ngày tử. Nhưng là ngày sinh mình không kiểm soát được, mình không biết được. Ngày tử mình cũng không biết được. Nhưng mà có một cái ngày tái sinh mình phải biết. Còn không thì cuộc đời của mình không có ý nghĩa. Cái ngày tái sinh là mình tìm thấy mình là ai, mình sinh ra cuộc đời để làm gì, tìm được cái lẽ sống đam mê của mình. Và khi mình được tái sinh đó là mình tìm thấy cái con người anh hùng bên trong của mình. Và khi tìm thấy nó, nuôi dưỡng nó trong tình yêu nhất thể, hay là có thể diễn đạt bằng cách khác, khi tìm thấy cái con người anh hùng bên trong của bạn, mình được tái sinh đó là mình tìm kiếm được người thầy ngoại hạng, người thầy vĩ đại nhất trong cuộc đời của các bạn. Và người thầy ngoại hạng, người thầy vĩ đại, người thầy soi sáng cho bạn đến thành công không ai khác, đó chính là bạn. Bạn hãy giơ ngón tay của mình lên, chỉ vô trái tim của mình. Tôi là người thầy vĩ đại nhất của tôi. Tôi là người thầy vĩ đại nhất của tôi. Nên hãy trở về bên trong của mình để học, để tìm kiếm, để học cái người thầy vĩ đại trong mình, để học cái con người vĩ đại trong mình. Và mỗi ngày phải nâng tầm cái người thầy này lên, mỗi ngày phải trở về bên trong của mình. Mỗi ngày anh chị em hãy cho phép mình trở về bên trong của mình để cái người thầy vĩ đại này, này nâng tầm lên mỗi ngày. Và mình học nơi chính mình, học ở nơi những cái sai của mình, học ở nơi những cái đúng của mình, học ở nơi những cái tuyệt vời của mình.
chứ không phải học những người thầy ngoài kia. Chúng tôi chỉ tạo ra cái bối cảnh thôi, tôi chỉ tạo ra bối cảnh thôi để giúp cho mỗi anh em mình có một cái môi trường, bởi vì môi trường nó quan trọng hơn tư duy. Cái bối cảnh nó quan trọng hơn nội dung. Để trong cái bối cảnh này, ở một cái phòng zoom sáng, một cái năng lượng của một ngày mới tuyệt vời, để bạn có đủ cái nghị lực, không có áp lực thì không tạo được kim cương, và lò xo mà không nén đủ sâu thì nó không có bật được. Cái lò xo mà nén không đủ sâu á thì nó không có bật mạnh lên được, và nó cứ hời hợt, nó nhúng nhảy, mình ấn xuống một chút nó nhúng xuống một xíu, rồi mình thả lên nó lại trở lại như cũ, mình nhấn xuống nó nhúng lên, nó nhảy. Nó rất là hạn hẹp. Còn khi mình nhấn đủ sâu, sâu vào và mình bỏ tay ra thì nó bật. Vậy bạn có cho phép mình rèn luyện của mình đến cái ngưỡng để mình bật chưa? Đến cái ngưỡng mà mình trở thành kim cương chưa? Đến cái ngưỡng mà mình bóc được cái con người anh hùng ở trong mình ra chưa? Và mình rèn luyện đến lúc sinh tử chưa? Mình cho phép mình rèn luyện đến cái ngưỡng sinh tử chưa? Có bao giờ mình rèn đến lúc mình chạy bộ đến lúc mà mình không thể chạy được nữa, mình gục ngã, mình đứng dậy, mình chạy tiếp, mình gục ngã, mình đứng dậy, chạy tiếp chưa? Có bao giờ bạn kiên cường, bạn thức dậy, bạn cho phép rằng là tôi cam kết 300 ngày tôi phải thức dậy buổi sáng, 300 ngày tôi phải làm liên tục cái việc này, 1.000 ngày tôi phải làm liên tục cái việc này, 1.000 ngày tôi phải thức dậy buổi sáng, tôi phải liên tục rèn luyện hệ thống thói quen, tôi phải nâng tầm trí tuệ, phải gia tăng giá trị, phải phụng sự xã hội, tôi phải luôn luôn suy nghĩ tích cực, tôi quản trị cảm xúc, tôi hành động chính trực và tôi chọn kết quả của cuộc đời mình. 1.000 ngày liên tục như vậy chưa? Và nếu có một ngày mình không làm được, mình vã vào mặt mình đã làm được cái gì đó chưa? Nếu có một ngày mình bỏ cuộc, mình vã vào cái mặt mình đã làm được cái việc đó chưa? Nếu như mình chưa cho phép mình đi vào một cái lò luyện kiểu như vậy, mình không đứng ở ngưỡng cửa sinh tử, mình không cho phép cái độ nén mình đủ sâu, mình không quyết tâm, không kiên trì, không nỗ lực để thực hiện cái đam mê của mình, thì cái sự thành công của các bạn nó chỉ là nửa vời thôi. Và ước muốn vẫn chỉ là ước muốn, giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ. Cứ cho phép mình một ngày rèn luyện âm nhạc 4 tiếng như Hoài Trương không? Một người khiếm thị tài năng như vậy, có cho phép mình liên tục cam kết và tự mình phải cam kết với chính mình, chứ không phải người khác phải nhắc. Cái môi trường buổi sáng tôi thiết lập lên để anh chị em mình có cái bối cảnh để mình cùng nhau mình cam kết. Tôi biết chắc chắn là không có các bạn, tôi cũng không có được ngày hôm nay của SM. Tôi trân trọng việc đó, tôi biết ơn các bạn lắm, bởi vì chính anh chị em mình cho phép tôi không được bỏ cuộc. Chính cái phòng zoom sáng này nó bắt tôi không được bỏ cuộc, tại vì tôi đã chọn cái người thầy của tôi và tôi đã chọn các bạn làm thầy của tôi để cùng phát triển, nên tôi không cho phép mình bỏ cuộc. Có những hôm 14 tiếng trên zoom để hỗ trợ mọi người, tôi gục ngã, nhưng tôi gục ngã rồi tôi thiếp đi, tôi nghỉ ngơi, tôi lại ngồi dậy, tôi làm tiếp. Và khi bạn đã tìm thấy cái người thầy ngoại hạng ở trong mình, thấy được cái sứ mệnh của mình, ước mơ của mình rồi, cần cho mình một cái cam kết để đắm chìm ở trong đó. Đã tìm thấy người thầy ngoại hạng của mình rồi, đã tìm thấy ước mơ của mình rồi, sứ mệnh của mình rồi, phải đắm chìm trong đó. Chứ không phải nhúng một tay xuống. Đa phần chúng ta đã quá thờ ơ, đã quá hời hợt
với cuộc đời của mình, quá thờ ơ, quá vất vưởng với cuộc sống của mình. Mình chỉ có tồn tại thôi chứ mình sống không đáng sống. Một ngày mình sống không đủ ý nghĩa, mình không full giá trị. Và một ngày mình sống vật vã giữa cuộc đời này, rồi mình cứ than thân, mình trách phận, mình chưa thành công được. Anh chị em, mình có đủ quyết liệt chưa? Mình thấy cái con người ngoại hạng của mình là người thầy vĩ đại rồi. Giấc mơ của mình, sứ mệnh của mình là người thầy vĩ đại của mình, để là kim chỉ nam để mình chiến đấu để mình chinh phục nó. Và mình có đắm chìm ở trong đó chưa? Đắm chìm ở trong đó chưa? Và có một ngày liên tục để bạn đắm chìm, bạn không cho phép. Nếu như mà một ngày mình không thức dậy, mình không làm được cái việc này, mình đấm vào mặt mình đã làm việc đấy chưa? Nếu một ngày mình không thức dậy được, mình không nỗ lực, mình cam kết mà mình bỏ cuộc, mình đấm vào mặt mình đó, tự mình đấm vào mặt mình đó, mình đã làm chưa? Để mình nén đủ sâu để nó bật chưa? Mình đã đủ nén, đủ áp lực để mình trở thành viên kim cương chưa? Hay là rồi mình lại giống như than bùn vậy, bị lấp bởi một lớp lá lâu năm để trở thành than bùn, để người ta chỉ dùng vào những mục đích phụ thôi, để đốt đi thôi. Và mình phải hành động liên tục anh chị. Hành động liên tục. Không cho phép mình dừng lại. Bởi vì mình dừng lại là mình tụt hậu. Anh chị, hãy quyết tâm hơn lúc nào hết. Bây giờ chúng ta còn được thở là may mắn. Chúng ta còn ở đây, còn được học là may mắn. Vài chục ngàn người Việt Nam đã hy sinh. Thống kê chưa đầy đủ cũng gần 19.000 người rồi. Đã chết vì Covid rồi. Cả thế giới đã hơn 2 triệu người chết vì Covid rồi. Và 27 triệu dân Việt Nam đang không có việc làm. Việt Nam của mình gần 100 triệu dân. Nhưng mà đến ngày hôm nay dự thống kê thôi, dự kiến thôi, 27 triệu người dân Việt Nam mất việc, bây giờ phải bỏ về quê. Và những khu công nghiệp ở những thành phố lớn bây giờ bình thường mới trở lại, không có giới lao động đến làm. Và người dân ở các tỉnh, ở Đồng Nai, ở Bình Dương, ở Hồ Chí Minh, ở Vũng Tàu, những cái nhà xưởng, những khu công nghiệp bây giờ lại không có người làm. Tại sao vậy? Cách ly rồi, người ta không chịu nổi, người ta về quê rồi, mà ai dám quay lại nữa trong cái giai đoạn này? Bình thường mới đó, rất nhiều người mất việc. Và những cái câu chuyện này nó lại tạo ra những cái bất thường mới. Đó, những câu chuyện như vậy. Vậy chúng ta không hành động, chúng ta không cho phép mình đắm chìm, không cho phép mình quyết liệt, không cho phép mình đứng dậy, không cho phép mình lan tỏa giá trị, thì ai làm thay cho mình đây? Và trong 5 tháng vừa qua, Hồ Chí Minh cách ly, một nhiều tỉnh cách ly, Hà Nội cách ly xã hội, thì cái đối tượng nào là cái đối tượng mà đáng thương nhất mà chúng ta không quan tâm đủ? Mà người lớn chúng ta đã tước mất quyền của các con bởi Covid mà chúng ta không lưu tâm, đó là những trẻ thơ. Tôi trăn trở lắm. Và phát động nhiều phong trào lắm, để thầy cô giáo mầm non, giáo viên mầm non ơi đứng dậy đi. Thầy cô ơi vào học tập đi. Để nâng tầm trí tuệ của mình lên, để có một tinh thần tích cực. Và thầy cô mầm non ơi, hãy vô cái bối cảnh này, tôi giúp thầy cô có thu nhập. Thế mà không quá nhiều, không quá nhiều giáo viên mầm non được học. Có nhiều lý do lắm. Thứ nhất là giáo viên mầm non lười học. Thứ hai là mình không chịu giúp họ, và mình để họ vất vưởng ở ngoài kia. Và 100% giáo viên mầm non ở Hồ Chí Minh 5 tháng vừa rồi, giáo viên mầm non tư thục bị mất việc. Và trong đó có trên 80% họ mất việc, không được trả lương.
có một số ông chủ tốt thì họ còn hỗ trợ, còn không là không, và sống là dựa vào gia đình. Và rất nhiều giáo viên mầm non có con nhỏ ở nhà, và nghèo lại càng nghèo, khó lại càng khó. Và hôm qua thì hôm trước, tuần trước tôi họp cùng với các cô là chuyên gia của mầm non. Mỗi lần tôi gặp các cô, mỗi tuần tôi gặp các cô một lần, và tôi thương các cô lắm. Tôi nói là các em cần thầy hỗ trợ gì thầy cũng giúp hết á, bởi vì tụi em đã hy sinh cho cái đội ngũ thầy cô mầm non. Bởi vì tôi thương lắm, và thương thầy cô một phần, thương các con một phần. Các con nhìn không ra, người lớn mà nhìn không ra, nhưng mà các con khổ lắm. Trẻ thơ mà không được chơi nó khổ lắm, nó được nhốt trong bốn bức tường nó khổ lắm. Và cha mẹ thì không có mấy cha mẹ biết cách dạy con, cho nên là COVID nó để lại những cái nỗi thương lòng của trẻ thơ. Và tôi nói thôi, sáng Chủ nhật này tụi em giúp thầy lên cộng đồng chia sẻ COVID tuổi thơ ơi. Cái chủ đề tôi đặt ra, COVID tuổi thơ ơi, một tiếng kêu cho những người lớn có trách nhiệm quan tâm đến trẻ thơ. Đúng không ạ? Và bây giờ thì tôi nhường lại diễn đàn cho đội ngũ chuyên gia. Tôi cảm ơn cô Ngọc Anh, cô Thơm, cô Bích Hồng, cô Nga, cô Hằng và một số thầy cô nữa trong nhóm chuyên gia mầm non cộng tác với SE để đồng hành cùng với chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Và xin mời cô Hồng ạ. Cảm ơn ạ. Em rất là biết ơn thầy, biết ơn cộng đồng SE đã tạo cơ hội cho nhóm giáo, gọi là nhóm chuyên gia mầm non chúng em được đồng hành cùng với các cô giáo mầm non, được đồng hành cùng với các con và các phụ huynh trong giai đoạn mùa dịch này. Có thể nói cách đây khoảng hơn 3 tháng khi thầy Thái đưa ra một cái chiến dịch, gọi là chiến dịch đồng hành cùng với đội ngũ giáo viên mầm non, thì niềm vui của các cô giáo, hơn 4.000 cô giáo hiện nay gần như vỡ òa, bởi vì đã có giải pháp trong mùa dịch. Và cộng đồng giáo viên mầm non cũng đang ngày càng tăng lên với cái con số mà cái con số tăng lên đó để chứng tỏ rằng theo các bạn thì chứng tỏ điều gì ạ? Có phải là sự bình an, sự thịnh vượng và niềm tin vào một hệ thống giáo dục đang ngày càng một hoàn thiện không ạ? Và đó không chỉ là câu chuyện của mùa dịch, mà đó là câu chuyện của tương lai của những em bé. Và ngày hôm nay trong phòng Zoom sáng đặc biệt này, khi mà được thầy Thái đưa ra một chủ đề là COVID tuổi thơ ơi, thì nhóm chuyên gia giáo dục mầm non chúng em đã rất là tự hào, rất là hạnh phúc khi được chia sẻ lại một cái hành trình không quá ngắn nhưng cũng không quá dài, vừa đủ để năng lượng của mỗi thành viên trong nhóm chuyên gia vẫn cứ ngày một tăng lên. Cứ mỗi tuần nhìn thấy thầy Thái, mỗi tuần được nhìn thấy các con và các thầy cô giáo, thấy cộng đồng SE là chúng tôi lại vô cùng hạnh phúc. Vậy thì xin phép được đại diện cho nhóm chuyên gia giáo dục mầm non, những nhà lãnh đạo không chức danh đi theo định hướng của thầy. Chúng tôi đang lãnh đạo một đội ngũ, những thầy cô yêu trẻ, những gia đình đang mong muốn được thay đổi để đồng hành cùng con. Xin phép được giới thiệu một chút xíu thôi ạ về nhóm chuyên gia của chúng tôi. Nhóm chuyên gia của chúng tôi là những mảnh ghép sắc màu ạ, là những mảnh ghép mà ở đó chúng tôi giúp cho các cô giáo hiểu về những cái phương pháp giáo dục tiên tiến, hiểu về giáo dục STEAM, về Montessori, về dạy học dự án, về giá trị sống hay về cảm thụ âm nhạc. Chúng tôi mong muốn các cô giáo có những cái kiến thức để vận hành lớp học của mình một cách hạnh phúc với những cái kiến thức đổi mới trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Vâng, và chúng tôi ở đây là 5 cô gái ạ. là 5 cô gái, là cô Lê Thị Thơm, cô đang là hiệu trưởng của Hero Academy, cô phụ trách những cái chuyên đề về giá trị sống, đang gieo hạt cho hàng ngàn phụ nữ yêu thương và hạnh phúc. Và có cô Phạm Ngọc Oanh là chủ tịch của Hiệp hội Montessori Việt Nam, với rất nhiều những chuyên đề cho cộng đồng phụ nữ, trẻ em và cha mẹ. Cô Trần Thị Hằng, một là sáng lập viên của
hệ thống mầm non Elefanta với cái niềm tâm huyết và đam mê cho dạy học dự án. Hay cô Mai Nga là sáng lập viên của trung tâm nghệ thuật Mai Nga Happy Music Kids, dạy học bằng hát, bằng tình yêu với âm nhạc. Và cuối cùng là tôi, là cô Lê Bích Hồng, giảng dạy về giáo dục STEAM cho giáo viên mầm non toàn quốc. Và tôi cũng, trong các nhóm chuyên gia chúng tôi cũng lên sóng cùng với chính các cô giáo để dạy cho các em bé trong các chương trình buổi tối. Và vậy thì ngày hôm nay với chương trình là COVID tuổi thơ ơi, thì chúng tôi sẽ mang đến điều gì? Vậy thì quý thầy cô và cha mẹ ở đây, chúng ta hãy dành trọn vẹn cho nhau để cùng lắng nghe, cùng thấu hiểu những lời tâm sự và chia sẻ của con trẻ nhé. Bao nhiêu quý thầy cô và phụ huynh ở đây mong muốn được lắng lại để nghe những lời con trẻ nói ạ, thì chúng ta có thể gửi vào ô chat những cái hình trái tim để tăng năng lượng cho phòng Zoom của chúng ta. Để ngay sau đây thì chúng tôi xin phép được bắt đầu chương trình sáng hôm nay ạ. Dạ vâng.